Dạ vâng, MC của Tường Ngô Nguyễn Hồng xin gửi lời chào đến toàn thể chị đang theo dõi video ngày hôm nay. Và lại tiếp tục, bên em vừa mới hoàn thiện xong đó là ba mẫu tác phẩm được chế tác trên dòng gỗ hương ta, là một phôi gỗ rất là sáng màu và có cái tính chất cực kỳ là bền bỉ anh chị nhé. Đấy, và với ba tác phẩm trên phôi gỗ hương ta này thì đều được bên em chế tác, đó là hình ảnh của Ngài Đạt Ma, một vị Phật đứng thứ 28 trong đạo nhà Phật các bác nhé. Đấy, và với ba mẫu tác phẩm này thì em cũng sẽ là chia sẻ thông tin chiều cao kích thước của cả ba cho anh chị mình cùng được cân đối trước, sau đó là em sẽ là tiến sát máy quay lại gần để anh chị nhìn ngắm từng tác phẩm một anh chị nhé. Đấy, tác phẩm đầu tiên thì có chiều cao cho em gái là 1m34, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 21. Bước này thì em đang giao lưu với mức giá là 10 triệu đồng và cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Đấy, như anh chị mình đang nhìn thấy đây là thần thái của Ngài Đạt Ma đấy, và diện này là của nghệ nhân Trần Phú chế tác anh chị nhé. Thần thái đục rất kỹ với cái bộ lông mày này và cũng như bộ râu đục xoắn ốc anh chị ạ. Trên tay của ngài thì đang cầm một chiếc bát, cả ba tác phẩm này thì đều với dáng thế khất thực anh chị nhé. Tà áo mềm mại sắc nét xuống phía dưới đây đó là những cái làn sóng nước. Các bác mình có thể gọi tác phẩm này là Ngài Đạt Ma Quá Hải với dáng thế đi khất thực rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đến với tác phẩm thứ hai. Tác phẩm này thì vừa rồi em cũng chia sẻ chiều cao kích thước chưa nhỉ? Hình như chưa các bác ạ. Bước này thì có chiều cao là 1m55, ngang là 39 và chiều sâu là 32 chị nhá. Bước này thì cao lên đến là gần 1m6 luôn rồi, rất là to với cái đường vân chất gỗ cực kỳ đỉnh anh chị nhá. Vân gỗ chun sụn luôn anh chị ạ, rất là đẹp. Đấy, và anh chị cùng nhìn ngắm cho em gái đây là cũng do một tay người nghệ nhân Trần Phú chế tác lên diện mặt này. Đấy, diện mặt cũng là bộ râu xoắn ốc và phía dưới thì ngài đang cầm một chiếc bát để đi khất thực anh chị nhá. Đây ạ, những cái điểm chun sụn này và những cái điểm lu rất là kỹ luôn. Em sẽ quay sát ở vị trí này để cho các bác mình cùng được nhìn ngắm những cái điểm chun sụn và những điểm lu đây ạ. Đấy, dây tơ giải lụa đục kênh bong bóc tách hết này. Xuống phía bên dưới thì cũng sẽ là những cái làn sóng nước và một chiếc lá cây bồ đề. Đấy, ngài đang lướt đi trên một chiếc lá nhìn rất là mềm luôn. Đấy, những làn sóng nước đang cuộn tròn lên cực kỳ đẹp các bác nhé. Đấy, và sang với tác phẩm thứ ba, đó là tác phẩm có chiều cao là 99, ngang 31 và chiều sâu là 26. Bước này thì em đang giao lưu với mức giá là 8.500.000 đồng và cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi anh chị ạ. Đấy, và cũng không khác gì với cái dáng thế đó là Ngài Đạt Ma Quá Hải đi khất thực anh chị nhé. Cũng đều là cùng một dáng thế với nhau, rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu này thì vân gỗ cũng rất là đỉnh, phôi gỗ hồng rực luôn, cực kỳ tuyệt vời anh chị ạ. Đấy, các bác mình cùng thưởng lãm kỹ càng ở mẫu tác phẩm này. Và sau đó anh chị mình quan tâm đến một trong ba tác phẩm này thì anh chị mình có thể là liên hệ qua đầu số hotline của bên em là 0789336318 anh chị nhé. Em sẽ nhắc lại giá để cho các bác mình cùng được cân đối này. Tác phẩm đây là cao 99, ngang 31 và chiều sâu là 26. Em đang giao lưu với mức giá là 8.500.000 đồng và cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Đấy, tác phẩm ở chính giữa thì có chiều cao là 1m55, ngang là 39 và chiều sâu là 32. Em đang giao lưu với mức giá là 17 triệu đồng và cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc anh chị nhé. Và sang thế tác phẩm này là cao 1m34, ngang 36 và sâu 21. Em đang giao lưu mức giá là 10 triệu đồng anh chị ạ. Đấy, đều là bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc cho anh chị mình luôn. Các bác mình mà có thiện chí, có quan tâm thì hãy nhấc máy alo ngay cho bên em các bác nhé.